Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị học mới vừa về tới công ty cô chú anh chị ơi. Thì học sẽ quay cái sản phẩm Fortuner siêu cọp này cô chú anh chị, 2012 mà đi mới có 74.000 cây nè. Đó cô chú anh chị. Rồi giờ có giá luôn, học thưởng đâu là 520, tuy nhiên về bên xếp học chỉ bán có 510 triệu à. Thì để học đánh chiếc xe này ra cái chỗ trống đó cô chú anh chị. Đó. Số. Học phải vô xe bằng tay, vô số bằng tay trái vì tay phải học đang cầm camera rồi. Đó. Rồi, thành tay. Rồi, học sẽ đánh chiếc xe này ra một chỗ trống, học sẽ quay cái siêu cọp này cho cô chú anh chị ạ. Học tin là chiếc xe này trong buổi tối ngày hôm nay học sẽ bán thôi. Không biết học có làm clip kịp không đó. Giờ về quay xong xe vô chuẩn bị hồ sơ để bàn giao lại cho công ty. Đó. 47.405 cây cô chú anh chị ơi. Xe cực đẹp luôn. Xin phép đậu ở đây. Quay sơ cho cô chú anh chị xem ha. 5 cái vỏ còn zin theo xe luôn, 2012 tới bây giờ. 5 cái vỏ còn zin theo xe luôn, nhưng mà cái vỏ nó còn cao nha. Còn cao mút ngàn luôn. Vâng, đây là chiếc xe Fortuner 2012 đây cô chú anh chị. Máy xăng số tự động. Đó, rất là đẹp ha. Đây là hiện trạng mà chiếc xe mà Thái Học mới vừa thu về cô chú anh chị, có thấy đẹp không ạ? Fortuner, để mình đi một vòng mình kiểm tra về những cái đường dập nổi nè, coi có độ lệch màu hay không nè. Đó, Fortuner, xe này anh chủ trước đã lên 4 cái mâm màu xám nè, theo phiên bản 2016, rất là đẹp ha. Đó, nhìn chiếc xe nó chắc lại liền. Cô chú anh chị có thấy không ạ? Phim cách nhiệt nè, viền che mưa nè, ốp tay nắm cửa nè. Đó quý vị, rất đẹp. 5 cái bánh Seiko, kể cả cái vỏ Seiko. Để học sẽ quay cái vỏ Seiko cho cô chú anh chị coi là thấy là thích liền. Rồi chúng ta sẽ vẫn như thường lệ cô chú anh chị ha. Học sẽ mời cô chú anh chị đi với học một vòng xong. Rồi hơi clip này học quay hơi vội cô chú anh chị, học mới về quay để chuẩn bị trả hồ sơ mà giờ này cũng sắp hết giờ rồi. Rồi mình sẽ đi vào cụm đèn pha phía trước bên phải nè. Đó, 2012. Cụm đèn pha, cụm ga lăng này quý vị. Nó mới tinh tường ha, nó mới như xe mới. Đó, nó rất là đẹp. Đó là những cái ưu điểm của những chiếc xe Toyota quý vị, 2012 mà nhìn cái đèn nè. Đó, cái chó đèn nè cô chú anh chị nhìn nè. 2012 nè. Đó, ga lăng nè. Đó. Đây, cái đèn gầm nè quý vị. Vậy nhìn nè. Đó, rồi cái này mới đã nè. Vỏ zin theo xe nè quý vị. Vỏ zin theo xe mà cái gai nó còn nè. Đây nè, cái đầu nè. Cho anh chị có thấy không? Mình học vệ sinh là một cái thì nó đẹp lung linh ha. Đó. Cô chú anh chị nhìn cái cục này nè. Cái cục đó là cái cục protein của cái chữ A á. Đó, cô chú anh chị thấy nó còn 7 màu mà. Rất là đẹp. Con heo nó còn màu xanh luôn nè. Đó, cái bệ bước chân nè. Đó. Rất là đẹp ha. Cái chỗ này là dễ dày nhất nè, mình nhìn coi. Đây quý vị. Mới nguyên. Keo chỉ thì cam kết với cô chú anh chị là không mắc một đường keo chỉ nào. Đậu lâu quá mốc là xe này là bỏ đậu không à cô chú anh chị. Đó, dán nhện còn nè. Đó, xe này là anh chủ học á. Đậu không có đi. Nhà hai chiếc xe. Chiếc Fortuner 2012 này với chiếc Ford mới nữa. Đó. Xe này anh bỏ anh không đi, bỏ rất lâu rồi. Đây cô chú anh chị nhìn nè, cái khóa cửa nè. Đó, bản lề cửa nè. Còn đây nè, đây nè, tại sao cái ghế nè, cái ghế nó đẹp lắm nha. Tại sao cô chú anh chị thấy nó vàng vàng nè, do là anh chùm cái áo ghế, mà cái áo ghế loại mà có gỗ cục đó cô chú anh chị, nên là chỗ vàng chỗ không nè. Bên đây nè cô chú anh chị thấy còn dấu không? Đó, nó có chấm đó là mấy cái ghế gỗ đó, cô chú anh chị, cái bọc ga cục vậy nè. Nội thất thì đẹp lung linh nè. Vô lăng nè cô chú anh chị, nhìn cái vô lăng nè, xe nó đẹp cực kỳ luôn á. Đó. Đây quý vị, do là đi Đồng Tháp nên học không có quay tại chỗ được, về xuống dưới là tranh thủ làm ao đem xe về. Đó, copy nè quý vị, cô chú anh chị nhìn cái phần gầm ở dưới nè. Đó, trụ lái nè, phần ghế nè, cho chị thấy không ạ? Đó, ghế điện ha, nhẹ nhàng, đóng nhấn nhện nè. Đó, xe đẹp long lanh. Bộ ghế da zin theo xe, bên học về Maru lại một cái thì thôi. Đó, ghế da nè quý vị, nhìn cái chỉ nè,
cô chú anh chị nhìn nè, đó đây nè, nhìn nó đang hồi nè, đó, chân chim nhóc hết trơn ha, mình học vệ sinh là một cái thì thôi, rất là đẹp quý vị ơi. 510 triệu đồng nha cô chú anh chị, nó bụi nè, đó rất là đẹp luôn, đó mấy ngày mà tháng này học cũng hên, toàn để thu mua xe cọp không à. À, chiếc Accent đó, chiếc Accent học mới thu về đây, đang làm Aru Accent 2019 mà mới chạy có 5.000 mấy cây à. Đây chiếc xe này giống như vào đời 2016 á, thì khách hay dán cái này nè, dán cái này. Còn cái này á, xét á là do cái miếng này là cái miếng khách đi lâu á, ít có đi á mấy bạn, đóng cái cửa nè, nó bị ngay cái chỗ cái ron nè. Đó, cái này là cái miếng lắp thêm nha. Xe Fortuner nó chỉ có cái này thôi, cái này cô chú anh chị là nhìn tại do để lâu không có đi nè, đó tháo miếng này bỏ, tháo miếng này bỏ, cái miếng này nó hình như cái ron cao su ở trên đây nè, nhưng mà cái ron này mới là ron chính nè, đó cái ron này là khách độ ha, đó đó, cái miếng này là miếng lô, miếng ở ngoài nâng cấp thêm cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị thấy xét xét cái đầu sợi nha, không phải đâu, đó mình lột cái này lên, đó, đây cô chú anh chị học muốn khoe cô chú anh chị nè, bỏ nè. Tầng thứ 6 năm 2012 nè, mà nó còn cao nè. Đây, cô chú anh chị nhìn cái gai đầu vó này. Đó. Nó còn cao mút ngàn luôn, cái chẻ này cũng còn lại cô chú anh chị thấy không? Đó. Bộ 5 cái vỏ, cái cả cái vỏ xe cua, cái vỏ xe cua nó mình nhìn còn thích nữa. Đây cô chú anh chị. Cái vỏ xe cua này, cái gai gió nó còn luôn. Đó, hệ thống gầm thì khô. Đó, quanh BNB nè. Đó, hồ lắm. Rồi đèn, đèn là zin, chỉnh chỉnh từ xưa tới giờ. Clip này học quay hơi vội, có gì hơi lắc quá hay là nói có gì sai sót cô chú anh chị bỏ qua nha. Đó, chuẩn bị giao xe rồi. Đồ ngày, đây cô chú anh chị nhìn nè, đồ ngày nè. Đó, gửi già zin hết, mọi thứ. Đó, mọi thứ còn mới nguyên à. Đây 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 quý vị, cái đèn này, xe đẹp lắm. Xe này cô chú anh chị xuống tiền là nhanh thì mình sẽ có xe đó, giống như nói chiếc Fortuner 2013 học bán rất là nhanh. Fortuner trước 2013 là Fortuner Sportivo 2015, khách 2-3 khách lên được luôn. Đây bỏ đây cô chú anh chị, đó đó 2012 nè, tầng thứ 7 2012 nè, đó chân nhện nó đóng nè, học chạy từ Đồng Tháp về mà tính ra là nó đóng chân nhện rất là nhiều luôn á đó. Đó nhưng mà chạy từ Đồng Tháp lên nó bay bớt à. Keo chỉ cửa thì khỏi nói cô chú anh chị ha, keo cửa cốp được khỏi nói, mới nguyên à. Đó cô chú anh chị thấy không? Ở đây đóng nhấn nhện nè, đóng nhấn nhện nè, đó Fortuner 2012, xe số tự động, đó bảng V 2012, đó tem còn nguyên nè, ổ khóa nè quý vị ơi, nhìn nè, đó giá chỉ 510 triệu đồng thôi cô chú anh chị ạ. À, 510 triệu đồng. Đây còn cái vỏ này, cái vỏ. Vỏ bên đây 2012 nè quý vị, thấy không? Đó, gai nè. Nè, gai nè. Đó. Vâng. À, học xin phép báo lại cô chú anh chị ha, Fortuner 2012. Xe địa chỉ 74.000 cây, màu bạc. Bên học sẽ gia hạn cho cô chú anh chị thêm 1 năm sử dụng và 20.000 cây lăn bánh cho động cơ và hộp số. Cô chú anh chị yên tâm, bên học sẽ cấp thêm cho cô chú anh chị một cái sổ bảo hành nè, cấp giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước, không tua km nè. Bên học đang chào bán với mức giá 510 triệu đồng, ngút bao rút gốc về thành phố cho cô chú anh chị, hoặc là bao rút gốc từ Đồng Tháp qua tỉnh khác cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị và chị đóng thuế thêm 2% giá trị còn lại của chiếc xe này, đó là thí dụ như 500 triệu thì mình sẽ đóng 10 triệu, đó cộng thêm cái biển số 1 triệu nữa đối với xe tỉnh. Đó là chúng ta sẽ ra tên chiếc xe này luôn, cô chú anh chị mua về chỉ sử dụng thôi. Xe 2 còn 2 chìa khóa zin nha cô chú anh chị. Vâng, một lần nữa học sinh nhắc lại, bên học có cô chú anh chị đang có nhu cầu thu mua xe cũ ở tất cả các tỉnh với giá cao nhất.
thị trường. Đối với những chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, không tua km là bên Học mua hết. Trừ những chiếc xe ba cái điều đó nói trên thì bên Học sẽ không mua và từ chối định giá nha cô chú anh chị. Bên Học có định giá xe miễn phí cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn bán xe lại cho người thân gia đình mình á mà không biết giá, cứ liên hệ cho Học, Học định giá miễn phí cho cô chú anh chị ha. Giờ nào cũng được, nếu mà gọi Học không bắt máy cứ gửi trực tiếp hình đầu xe nè, đăng kiểm km qua cho Học. Học sẽ định giá cho cô chú anh chị. Xe rất đẹp cô chú anh chị ạ. Học quay những cái xe này Học rất là cảm xúc, mặc dù đi về rằng là gần hết giờ đã trả hồ sơ nhưng mà Học phải quay. Học xin nhắc lại, Fortuner 2012, 5 cái vỏ còn zin, 2 chìa khóa xe cô còn zin. Bên Học đang chào bán với mức giá là 510 triệu đồng. Cô chú anh chị nào nhanh tay gọi liên hệ với Học, Học sẽ tư vấn về quy trình nhận xe và nhận cọc cô chú anh chị luôn ha. Và một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.